Trường Đại học Kinh tế Luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề Tín thác khả năng ứng dụng tại Việt Nam với sự tham gia của các chuyên gia pháp lý đến từ Pháp, Mỹ, Đài Loan, Trung Quốc và Việt Nam. Tín thác là một mối quan hệ được công nhận bởi luật công bình, xuất hiện khi tài sản được trao cho một người hoặc nhiều người, gọi là người nhận tín thác, mà những người nhận tín thác này có nghĩa vụ giữ vì lợi ích của những người khác. Chế định tín thác đã tồn tại từ lâu đời, từ thời kỳ La Mã cổ đại và tiếp tục được khai thác khá hiệu quả trong đời sống hiện nay. Ở các quốc gia theo hệ thống thông luật như Anh, Mỹ, Úc, tín thác không những được dùng như một công cụ hữu hiệu để xử lý các vấn đề liên quan đến thừa kế, quản lý quỹ hưu trí, đầu tư tài chính, tài sản hôn nhân, mà còn là một công cụ hữu hiệu để quản lý tài sản được trao gửi cho các hoạt động thiện nguyện. Ở Việt Nam hiện nay, thực tế đời sống pháp lý dân sự đã chứng minh rằng có nhiều giao dịch dân sự xuất phát từ việc giao nhận tài sản tín thác hoặc các bên thỏa thuận tạo ra giao dịch tín thác tài sản, nhưng quy định hiện hành chưa đầy đủ đã tạo ra rào cản áp dụng pháp luật trên thực tế. Các chuyên gia cho rằng, nếu nhìn từ góc độ luật so sánh, để Việt Nam dần hoàn thiện các quy định pháp luật hiện hành đối với chế định tín thác, rất cần có sự so sánh và học hỏi kinh nghiệm từ các nước có thừa nhận chế định này, cụ thể là Pháp và các nước theo truyền thống thông luật.